Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em là Lê Đức, hiện là năm nay em 30 tuổi. Em là luật sư cùng hãng luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em và vợ em hiện tại là đang ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán thính giả đang có mặt trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc, năm nay 28 tuổi. Hiện em là chuyên viên pháp lý. Luật sư với pháp lý lấy nhau là đúng rồi đúng không? Chắc có lẽ là hai em quen nhau trên tòa án phải không? Dạ không, bọn em là khóa trên khóa dưới của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em với anh ấy là học chung trường, cũng không biết nhau mà là cùng chơi với một anh ở trong, hồi đấy bạn em tham gia ban phong trào. Em thì là tham gia chung ban phong trào với anh bạn đó, thì anh đấy lại là bạn thân của chồng em. Thế thì hẹn nhau đi cà phê thôi, vô tình anh đấy lại rủ anh chồng em đi luôn. Thế là đến thì nói chuyện, thế là làm quen nhau. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp anh chàng này thì em thấy như thế nào? Hồi đó chồng em ốm lắm, không có như bây giờ. Ăn mặc cũng khá là bảnh bao, tóc vuốt keo, xong rồi đấy có cái mốt áo mà áo thun ấy mà cổ dựng lên thế này, trông sành điệu lắm. Thế mình nhìn ôi này, học trường mình mà sao trông bảnh bao, mình chưa gặp bao giờ. Đang ngồi uống thế này này, thế thấy anh điện thoại đến. Thế mình cũng đang bảo trời ơi tâm tiêm này của ông này thôi. Rút điện thoại ra, một cái điện thoại màu hồng chóe lẹ luôn. Đó, bắt đầu anh giật mình, em bảo chắc là không có men. Tức là bóng hồng luôn. Đây nè, anh này nè, màu hồng với màu tím. Đó. Hồng tím luôn. Mà đâu có sao đâu, sao đâu đúng đứa anh. Con, thấy không? Màu sắc không nói lên giới tính. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thì sao? Em gặp cô gái này em có bị xuyến sao không? Ngay thì lần đầu thấy cũng tròn tròn dễ thương. Mới thích mái tóc búi sau đầu, yêu nước da mái tóc. Có như cái răng cái tóc là góc con người. Nhất dáng nhì da, nói chung là em yêu hết rồi còn gì. Rồi sau đó thì ai là người chủ động cua? Cái này thì cũng không rõ nữa. Bọn em quen nhau 6 năm nhưng có 3 năm là chính thức yêu nhau thôi. Lúc đấy bọn em quen nhau lúc còn đang học thì cũng bạn bè thôi. Nhưng mà ngồi này bộc lộ tính gia trưởng ngay từ đầu chị. Chưa có chính thức với người ta nhưng mà muốn sở hữu. Có nghĩa là mà thấy em mà đi chơi với các bạn lớp bắt đầu hay ghen. Cũng chẳng phải vừa đâu chị. Trong lúc quen em nghĩa là bạn bè nhưng mà cũng thả thính dăm ba cô lắm, nhiều lắm ạ. Em giống như kiểu bề nổi ấy, là chính thức ấy. Nhưng mà vẫn có những cuộc hẹn ngầm bên ngoài. Hẹn thôi nhưng mà người ta thích mình thì mình không cấm người ta thích mình được. Còn có một cái điều gì mà nó khiến cho cả hai cảm thấy khó khăn, cảm thấy gặp gỡ trước khi đi đến hôn nhân không? Tụi em có tiền hôn nhân không? Dạ không, dạ không. Có, có thử không? Dạ không. Cũng không. Tại vì cái đó thì đó, điều đó là em đánh giá cao vợ em. Như lúc nào em cảm thấy là nghi ngờ về cái... Dạ có chứ, bởi vì 6 thứ 7 chủ nhật là em ở bên nhà cậu mợ em chơi. Thầy cũng có thể cậu mợ em vào chứ xong. Cuối tuần thì mà không đi chơi với bạn trai xong cứ hỏi chứ mà bọn mày yêu nhau lâu vậy rồi, mày có thử nó không vậy? Trông tôi nghi lắm á. Thì mình bảo thế bây giờ không biết con làm sao. Thế bảo đôi tao chỉ cho, kiểu có động chạm tương tác gì đó để xem là anh này có phản ứng gì không. Nhưng mà thực ra em không có dám làm. Là tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Dạ 2 năm rồi. Như vậy có nghĩa là tụi em năm nay em 28 tuổi. Dạ. Đúng không? Là em giữ từ năm 20 tới năm 26 luôn. Dạ. Trong 6 năm trời. Vậy thì chắc chắn là cái đêm tân hôn đó, đêm tân hôn phải là một cái đêm tuyệt vời đúng không? Dạ vâng anh, đúng được, rất là tuyệt vời luôn. Thành công, thành công ngoài mong đợi. Thành công ngoài mong đợi luôn. Sau cái buổi mà tiếp khách ở nhà hàng xong là về là em say tới một ngày sau mới tỉnh. Ủa gì là chất quốc chứ đâu. Là giữ tiếp thêm ngày nữa đó. Là giữ đi, coi như là 6 năm một ngày. Chắc là qua đêm sau đúng không? Dạ không, đến ngày đó là em đến ngày lại mất tuần nữa, chắc phải 2 tuần nữa. 2 tuần luôn hả? Bởi vì là bọn em còn vào quê nội, như một vòng mà quê để thăm á. Như vậy là hai bạn đến, này vui quá à. Như vậy là đến 2 tuần sau mới bắt đầu viên mãn cái đúng vấn đề rồi. Đó là mình lấy bù luôn đấy. Bù luôn. Nhưng mà giờ hai chồng là rất là coi như là viên mãn về cái vấn đề đó đúng không? Dạ vâng. Rồi bây giờ đến cái lúc mà sau khi cưới nè, trong 2 năm qua bao nhiêu những cái tính xấu của chồng của vợ có lòi ra không? Có chứ chị ạ. Lòi nhiều luôn. Bởi vì trước lúc khi yêu nhau thì là chủ yếu gặp nhau đi uống nước xem phim thôi, nói chuyện thôi, không có được thấy cái phần mà ở nhà. Chồng em á, cứ hay mấy mũi này nè. Thế xong mà em bảo, thôi kìa lấy khăn giấy bôi đi. Anh búng ra cái xong mày đau làm gì có cái gì đâu. Tí nó tường nhà á. Đúng rồi. Khô luôn đó, nó khô luôn đó. Thôi còn tính xấu gì nữa? Ngồi đầu về kiểu bị sốc tâm lý á. Tự dưng vợ chồng mới cưới, mình quay cho mình ôm chồng mình không? Vùng cái tay ra. Xong rồi, thôi
không có nằm chung đâu, em nằm xích xích cơ đi. Bảo sao hả? Anh nằm một mình quen rồi. Tâm ra nhiều khi mình bảo không biết ông này đi làm gặp cô này cô nọ hay sao, mình cứ suy nghĩ tiêu cực á chị. Về cái kiểu hắt hủi vợ, cảm giác giống như là bây giờ mình có em bé, xong kiểu dạng đọc nhiều bài báo ấy, cứ kiểu vợ có bầu hay làm sao thì chồng không tình cảm, vợ chồng xa cách ấy. Nhiều khi cứ giống dứt khóc, xong chồng em mà có cái gì mà phải khóc, làm sao mà phải khóc. Thế bây giờ còn buồn nữa không? Dạ không, bây giờ không buồn nữa, bởi vì bây giờ em đa phần toàn ôm con ngủ thôi. Bây giờ quay sang ôm em. À, rồi còn gì nữa không em? Thí dụ như những cái cá nhân riêng tư này nọ rồi có thoải mái không? Dạ không, cái gì cũng cài mật khẩu hết anh. Còn quét cả mống mắt nữa cơ. Đó, kêu là để anh ngủ em khỏi làm gì luôn. Bởi vì vân tay còn quẹt được mà. Ủa lý do gì mà em phải cài mật khẩu rồi em phải bảo mật cái thông tin dữ vậy? Không, thì bình thường điện thoại mình luôn cài mật khẩu gì. Tại vì vợ em không hỏi nên em cũng đâu trả lời. Với lại ví dụ mình cài mống mắt thì khi mình mở rất là nhanh. Cái mục đích là mình không phải là để giấu vợ. Tại vì ngày xưa lúc quen nhau thì hai đứa hay cầm điện thoại nhau á, kiểm tra này kia. Nhưng sau này thì hết rồi, thói quen đó là đã không còn nữa. Nhưng mà cái công việc của em về em có hay chia sẻ với vợ em không? Những cái áp lực trong công việc của em á. Tại vì giai đoạn này vợ em ở nhà để trông con á, cho nên là em muốn cho vợ em tâm trí hoàn toàn bình thường, không có phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của em. Hầu như á, tính em là độc lập từ nhỏ, cho nên là mọi thứ em đều muốn là làm sao là mình làm tốt nhất, mình cố gắng nhất có thể. Thế là ảnh đi thường xuyên như vậy, cái chuyện mà đặt mật khẩu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng? Thời gian đầu thì thực sự là ảnh hưởng, bởi vì là nhiều người tác động nữa, nói là trời ơi chồng như thế, công việc như vậy, xong bề ngoài như vậy, khá là một cái người có sức hút. Mình lại đang ở cũ, mình đang chăm con như thế thì bắt đầu là mọi người cũng nói ra nói vào là không giữ chồng thế này thế nọ, thì bắt đầu là em có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì bắt đầu là em kiểm soát, em cũng ghê lắm, xong rồi ngày nào cũng nhắn tin các thứ, xong bắt đầu là làm cho chồng em chắc là cũng mệt mỏi, giai đoạn đấy chắc cũng bị mệt mỏi vì áp lực công việc. Đến khi mà chồng em nói với em á, lúc nào anh cũng ở bên em, anh không có làm gì, anh không làm gì có lỗi với em cả. Thì mình thấy là bây giờ không phải là mình, cái cuộc sống gia đình mình không thể chỉ sống cho một mình, không chỉ là cái lúc yêu đương nữa, mà mình có em bé rồi, mình nghĩ gì mình cũng phải nghĩ cho con. Sau đó thì em bắt đầu em thoải mái với việc giống như là thôi kệ đi, anh ấy muốn làm gì kệ anh ấy đi, miễn là lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ đến con là được rồi. Bây giờ tới em đó. Dạ, bạn ấy có tật xấu không? Nói chung vợ em thì rất là hoàn hảo tuyệt đối luôn, nhưng mà lâu lâu thì hơi lộn xộn, trong khi em là một người rất là ngăn nắp. Mình bảo là vợ ơi em dọn giùm anh cái này đi cái kia, tại vì về mệt đôi khi em lười làm á, nhưng nói một hai lần cũng không xong, rồi cuối cùng mình phải sắn tay vào mình làm luôn. Rồi nhân đây thì muốn vợ thay đổi điều gì Đức? Dạ thì em mong vợ em là thông cảm hiểu cho công việc em nhiều hơn, rồi ngăn nắp hơn, rồi quan tâm chồng nhiều hơn. Ủa tức là vợ không quan tâm chồng? Có, nhưng mà có nhiều lúc á, có những cái riêng tư á, thì vợ quan tâm theo kiểu phải cách có cách hiểu của vợ, chứ không cứ nghĩ là quan tâm là cứ mình cứ ăn uống rồi chuẩn bị hay mọi thứ như vậy. Có khi là mình chỉ muốn ở một mình thôi. Có khi nào tất cả những cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi, những cái điều đó vợ em chưa thay đổi được, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của em mà làm em cảm thấy em có một cái khoảng cách không? Thì giữa hai vợ chồng có những cái khoảng cách hoặc là giận hờn thì cũng chỉ là ngắn thôi, tại vì tính em không có giữ lâu mọi thứ. Tại biết sao không? Có hai loại đàn ông. Một loại đàn ông á, là họ chỉ giận hờn hay bất cứ một cái điều gì hoặc những cái mà họ chưa có cảm thấy hài lòng trong cái cuộc sống, nó là một cái. Còn cái mà họ cần một cái quan hệ về sinh lý, nó lại là một cái hoàn toàn khác, nó không liên quan. Tôi giận bà đó, tôi bực bà đó, nhưng mà tối tôi vẫn phải quan hệ với bạn cái. Tôi nói ví dụ vậy, đó là một loại đàn ông. Nhưng cũng có một dạng đàn ông khác là họ giống phụ nữ vậy đó, tức là họ đi đôi với cảm xúc. Trong cái chuyện vợ chồng là họ phải có cảm xúc. Thành ra tại sao chị hỏi em á, là để chị muốn tìm một cái chìa khóa trong cái mối quan hệ của tụi em. Nói là như vậy thôi, em tự hỏi, em tự biện hộ, em trấn an bản thân mình thôi. Nhưng mà thực sự là em đang rất là lao tâm khổ tứ, và em đang rất là khổ tâm với cái cảm xúc mà em đang gánh chịu. Chị hiểu cái điều đó. Chính vì vậy mà chị muốn nói với em á, là người chồng của em thuộc tiếp đàn ông thứ hai. Có nghĩa là anh làm gì anh mới đi đôi với cảm xúc. Thành ra là khi mà em nói những cái mong muốn đối với vợ thì em phải nói hết.
để tất cả những cái điều đó nó không làm cản trở trong cái cảm xúc của em đối với mối quan hệ vợ chồng. Thôi nói tóm lại là ngày hôm nay cũng như là sau những chia sẻ của chồng em, cũng như là với tất cả những gì mà em cũng đã tâm sự cũng như chia sẻ, thì anh hy vọng là hai vợ chồng em cái mối quan hệ có thể là đã tốt rồi nhưng mà sẽ cải thiện, sẽ cho tốt hơn nữa. Và chúc cho hai vợ chồng em cứ luôn như thế này, luôn hạnh phúc và sẽ thấu hiểu nhau nha. Cảm ơn chị Hồng Vân.